Hello mọi người, hôm nay mình sẽ quay một ngày không có coi nữa, dịch dọn ở trong nhà nha anh em. À đây là nhà mình nhé, đây là view của ngoài, đây là view của ngoài nha mọi người. Đây mình sẽ cho mọi người xem. Đây là cái tủ để bánh kẹo của mình bên kia nha mọi người. Đây mình sẽ cho mọi người coi. Đây là cái tủ để bánh kẹo của mình nha. Đây. Còn đây là hình mình vẽ nè anh em. Nè mọi người, đây là hình mình vẽ. Mình vẽ con ngựa nè. Vẽ biển nè. Thấy không? Hay không? Đẹp không? Đây. Xin giới thiệu mọi người, đây là sữa của thằng em mình. Thằng em mình nó cũng